Khi nói tới đường lên đỉnh Olympia em nhớ đến gì? Gì Tạ Tạ Bích Loan. À đúng, Tạ Bích Loan là người đầu tiên dẫn chương trình đó. Chị Diệp Chi, chị Diệp Chi đúng không ạ? Diệp Chi là bây giờ đang dẫn đúng rồi. Dạ. Đây là đúng là chương trình con nhà người ta luôn á. Đúng rồi đó, em vừa định nói đó. Mỗi lần mà coi chung với ba mẹ khổ lắm luôn á. Bất cứ câu hỏi nào lên ba mẹ cũng nhìn con có trả lời được không mà chắc như là không, con không trả lời được. Thật sự ra em thấy là mấy bạn này thật sự rất giỏi anh. Mà thưởng không có nhiều, mình thấy mình bị tuổi á. Tại vì mấy bạn rất giỏi và mấy bạn cần một cái hành trang để mấy bạn đi du học rồi đi này đi kia rất là nhiều. Nhưng mà sau này khi mà có được cái sự hỗ trợ từ phía các nhà đầu tư á thì các bạn đi qua bển các bạn sẽ thoải mái hơn. Anh không đồng ý. Bởi vì sao? Đây là cái chương trình mà lần đầu tiên có một chương trình có giải thưởng lớn đến như vậy. Nó ra đời từ những năm 2000. Ngay lập tức được tài trợ một cái học bổng 35.000 đô la đi học ở nước ngoài cho cái giải nhất. Đúng rồi, về sau này nó có thêm những cái giải thưởng về tuần, về quý, về tháng. Nhưng mà xuất phát điểm nó lại là một cái chương trình mà có giải thưởng rất lớn. Và đơn thuần là tất cả những cái người mà đoạt giải ấy, họ đều trở thành những cái con người rất là thành đạt. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là đa phần là họ ở nước ngoài. Khi mà đi du học thì họ ở lại, họ làm việc tại đó luôn. Em nói thí dụ như bây giờ giải nhất ngoài tài trợ học bổng sẽ được một doanh nghiệp hay nào đó bỏ ra 5-10 tỷ gì đó thưởng trước cho bạn đó. Rồi khi bạn đó học xong, bạn đó sẽ quay trở về làm cho cái doanh nghiệp đó thì nó sẽ ổn hơn là cái việc là cho một cái học bổng ra đó. Xong rồi khi qua đó thì cái cơ hội để mà tiếp cận những cái doanh nghiệp lớn họ rất là nhiều. Họ thấy đây là một cái tài năng và họ giữ lại. Mình thống kê là không biết được bao nhiêu người quay trở về Việt Nam làm, mà trong khi là từ lúc chương trình bắt đầu rồi nhân tài Việt Nam mình nhiều khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Rất anh nhiều luôn. Hoa thì Hoa lại có một cái suy nghĩ khác. Nếu mình là những bạn đấy, sau khi tốt nghiệp mình cũng sẽ đi làm để tích lũy kinh nghiệm và một thời điểm thích hợp sẽ quay trở về phục vụ cho đất nước. Hoa luôn luôn suy nghĩ rằng các bạn đi chưa về chứ không phải là không về, nên sẽ có một ngày các bạn sẽ về được cống hiến cho đất nước. Dạ em cũng hy vọng vậy. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của Quỳnh Hoa và cũng mong là như vậy. Nhưng mà có lẽ tôi lại khác hơn một chút với Quỳnh Hoa và khác với Tiến Luật. Tôi không đau, tôi cảm thấy tự hào. Khi mà tôi sang bên Úc để thăm các bạn ấy, thì tất cả những cái trường mà có học sinh Olympian học ở bên đấy ấy, tiếp đón chúng tôi và họ vô cùng là cảm kích vì đã gửi những cái thí sinh của Olympia sang những cái trường học ở đấy. Tất cả họ đều là dẫn đầu trong cái khối học mà các bạn ấy đang theo học. Tôi thì tôi không đặt nặng lắm vấn đề là các bạn ấy bắt buộc phải về đất nước để phục vụ, bởi vì có những cái ngành học mà về đất nước thì không có đất để mà các bạn ấy phát triển. Thì thôi, mình vẫn tự hào là ít nhất nếu như các bạn ấy không trực tiếp tham gia vào những cái dự án hay những cái công trình nghiên cứu này kia ở Việt Nam, họ nghiên cứu ở nước ngoài và nếu như có thành công thì cái thành quả đấy là của những người Việt Nam. Thế hay quá. Quan điểm của anh Sâm là rất là khách quan. Bất cứ một con người nào cũng có quyền tìm cho mình một đường đi, một hướng đến. Trước tiên là phải đảm bảo cho cuộc sống của mình, sau đó là những người thân trong gia đình. Thì nếu như ai cũng tìm đến những chỗ đầy đủ ánh sáng, ánh đèn để hát, thì ai sẽ hát cho những người chân lấm tay bùn. Nhưng nếu như trong lòng họ có, thì không cần phải nói, Luật ạ, họ cũng sẽ về. Nếu như chúng ta tạo cho họ một cái niềm tin, tạo cho họ một cái tình yêu và một cái cơ hội để họ được cống hiến, họ được phục vụ trên chính mảnh đất của mình, làm giàu trên quê hương mình, thì em nghĩ rằng đó là niềm tự hào của chúng ta. Vâng, thank you. Cháu cũng xin được bổ sung thêm là vừa rồi năm 2020 là chương trình kỷ niệm 20 năm phát sóng của mình liên tục. Đúng rồi. Là cháu đã được mời để biểu diễn trong cái đêm gala để hát tặng cho các bạn thí sinh vào chung kết và tất cả các bạn. Thế ba má có xem không? Dạ có, ba má có coi. Dạ có một chi tiết là sau khi mà con hát nửa bài thì con xuống các bạn để giao lưu với các bạn, thì các bạn có đội lên trên đầu con cái vòng nguyệt quế. Thì con có nói là ba má ơi, con đã đội được vòng nguyệt quế rồi. Cuối cùng con có được Mạc Văn Khoa bên ấy muốn nói điều gì đúng không? Dạ vâng, con cũng có giống như là anh Duy đó. Thì ngày xưa thì cứ bố mẹ nói là thấy bạn chưa, thấy em chưa, thấy chị chưa. Đây là một chương trình giống như là con là đam mê hài, thì muốn một chương trình để con thi. Còn có những bạn mà cố gắng học hành trong ví dụ trong lớp mình, trong trường mình ấy, thì học giỏi, thì đây cũng là một cái các bạn ấy rất là mong muốn. Cả trường con, những ai học giỏi đều muốn một lần được là thí sinh của chương trình này. Nhưng mà cũng khó lắm, bởi vì là khó mà để được làm thí sinh lắm. Cái đó thì con không thể với được, bởi vì ngày xưa con học chỉ khá thôi. Nhưng mà cũng là một cái tượng đài để mình mơ ước ạ. Con cũng ước rằng con sau này sẽ học giỏi được như bạn đang đội vòng nguyệt quế kia. Chỉ mơ ước thôi ạ.
Thì bây giờ câu hỏi chúng tôi dành cho thập niên 90 này. Bài hát chủ đề của chương trình Đường lên đỉnh Olympia có tên là gì? A. Đường lên đỉnh Olympia. B. Đường lên đỉnh núi. Hay C. Đường đến ngày vinh quang. Đường đến ngày vinh quang. Xin mời. Không. Đường đến ngày vinh quang là của bức tường mà. A, B hay C? Đường đến ngày vinh quang là của bức tường. Đường lên đỉnh núi. Hình như là B. A, B hay C? Mình cứ chọn B. Đúng rồi, chọn B. Chốt. B. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân dành riêng cho chương trình này. Và nó có tên gọi là Đường lên đỉnh núi. Xin chúc mừng. Cái không khí của đường lên đỉnh Olympia đã tràn ngập tại đây trong ký ức vui vẻ. Cảm ơn các cháu. Trời ơi. Năm nào cũng thế, ở cái trận chung kết bao giờ cái bài này cũng là bài mở đầu. Kỷ niệm với cái chương trình Đường lên đỉnh Olympia này với cá nhân tôi nó có rất nhiều, bởi vì tôi chính là người mà sang tận Hàn Quốc để đưa cái format tham khảo và đưa vào thương thuyết với tập đoàn NG khi đó là về tài trợ cho chương trình này. Về Việt Nam thì chúng tôi nghĩ mãi cái tên thì mới đặt tên là Đường lên đỉnh Olympia. Thì về sau đấy nhận được cái sự phản kháng rất dữ dội của báo giới. Họ nói rằng là đúng ra thì phải là đường lên đỉnh Olympus, chứ không có Olympia, không có đỉnh núi. Cuối cùng thì chúng tôi nói rằng đây thực ra nó là tên của một cái chương trình. Cái tên của chương trình đôi khi nó không nên hiểu một cái nghĩa đen. Cũng như là chúng ta đang có mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ. Có những ký ức mà rớt nước mắt, buồn, đau, rơi nước mắt, tại sao lại gọi là ký ức vui vẻ được? Không, nó chỉ là một cái tên gọi của một chương trình. Ở trong đó nó bao gồm những cái cảm xúc khác nhau của mỗi một con người. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là một số cái tên của các cái chương trình truyền hình chẳng hạn, hay là một số tên phim chẳng hạn, đôi khi nó chỉ là một cái tên, nó gợi cho người ta nhiều cái hướng suy nghĩ khác nhau. Và để trong đó có thể truyền tải được rất nhiều những thông điệp khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Hoàn toàn không có gì thanh minh ở đây cả.